Anh chị và các bạn thân mến, hiện tại thì kênh VNT đã có mặt tại địa chỉ là 61 Phan Văn Hân. Hôm bữa thì mình có chia sẻ cho mọi người về tô hủ tiếu Nam Vàng Khô. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về cái món thứ hai của chị, đó là bánh canh cua và gỏi đu đủ. Chị này bán 11 ngày 11 món luôn đó mọi người, nhưng mà một tuần thì có 7 ngày thôi. Nhưng có một điều là không có cố định vào bán cái món này vào ngày nào hết. 11 ngày và 11 món. Đồng giá ở đây là 30.000, riêng cái món đu đủ này chỉ có 20.000 thôi. Để mình đặt cái link video hôm bữa hủ tiếu Nam Vàng mọi người xem lại phía dưới nha. Món gỏi đu đủ tôm. Thịt nhiều. 30.000 một tô. Bánh canh cua. Đây xương bánh quẩy. Chả. Hiện tại bây giờ là 11:30 thì chị bán cũng được nửa tiếng rồi. Chị bán từ 11:00 tới 4:00, khoảng 3-4 giờ thôi. Khi nào hết thì nghỉ. Dạ không. Thì dạ. Dạ. Còn có một bạn bình luận dưới video trước đó mọi người, nói chị bán bún mắm là siêu phẩm luôn. Thì mình nghe em cũng tò mò lắm. Thì hôm nào mình sẽ chia sẻ tiếp về cái món bún mắm của chị coi như thế nào ha. Siêu phẩm, bạn ấy nói là siêu phẩm. Bỏ bánh canh vào nồi rồi. Beep.
nước vô. Có bánh nổi và nấm rơm nữa nha mọi người. Nấm nổi không, bánh tráng. Dạ. Rồi dở ra, dở hộp đi, dở hộp đi. Không biết gà nữa. Bọc gói lên luôn. Anh chị mình ở gần khu quận Bình Thạnh này thì mình có thể ghé qua mình ăn lúc 11 giờ nha. 61 đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh. 11 món. Không cố định vào ngày nào món nào hết. Ở đây thì không có cái cua nguyên con, tô như thế này là 30.000. Có một cái giò nữa. Rồi đu đủ. Chị bán rất là đông luôn á mọi người, tại vì do bán tại chỗ và có đem đi nữa. Người đến thì đợi hơi lâu, hơi phiền hà một tí. Có nhiều người đói thì người ta có vẻ hơi bực mình đó. Nhưng không sao, bán ngon, rẻ là ok rồi. Thì theo mình nhận thấy cái khoảng 5 đến 10 phút thì mới có một tô được. Người đợi rất là lâu. Người đến đợi lâu thì cũng thông cảm nha. Phục vụ một lượt thì không hết được. Đây mọi người, đây là một tô bánh canh của chị 7 ngày 7 món ở Bình Thạnh. Một tô như thế này chỉ có 30.000. Thì để mình xem trong đây có gì nha. Có da heo, chả trứng, trứng cút, một con tôm, có huyết. Đây có một cái giọt heo rất là to đi luôn nè. Đấy, một cái giọt heo, một cục thịt ở chính giữa, còn bánh quẩy. Để mình coi ở dưới có gì nữa không. Có cua nữa nè, cua này là cua đã lọt sẵn ra đó mọi người. Cua lọc sẵn ra. Wow. Hấp dẫn nha. Còn bên đây đó là bánh quẩy. Bánh quẩy nếu mà ăn một dĩa thêm thì có 3.000 thôi. Còn một tô này là bánh canh cua 30.000. Do chị bán không có định menu ngày nào hết. Mọi người tới thì gặp món nào mình ăn món đó thôi. Chị bán tới 11 món luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử nước bánh canh cua cho mọi người. Đấy, rất là nóng luôn. Rất là đậm đà của cái bánh canh cua. Cái có cua và có nấm nữa nè, nấm rơm nữa nè. Wow, có thêm một miếng chả nữa, hai mình quên thấy nhiều quá. Có thêm một chung ngô chấm á, anh chủ làm cho mình. Cay nó hơi nồng. Cua thì đã bị lọt ra nhỏ nhỏ. Nước lèo thì nóng. Nóng, ngọt của cua và mặn của nấm rơm. Nóng ngon quá. Các chị và các bạn, mình muốn trải nghiệm về tô bánh canh của chị 7 ngày 7 món Bình Thạnh thì mình ghé qua đây nha. Ba cái vô, một bịch ba cái đi. Một bịch ba cái.
Hiện tại thì mình cũng ăn được một tô bánh canh của chị 7 ngày 7 ngót ở Bình Thạnh. Thì một tô bánh canh nó rất là to, đầy vung luôn. Rất là nhiều cái nguyên liệu ở trong đây. Mà mình ngon về có nấm rơm đó mọi người. Có nấm rơm rất là ngon và nước lèo thì nóng, đậm đà. Một tô 30 ngàn, không có nguyên con cua nha, chỉ có cua lột sẵn thôi. Nên chị của bạn mình ăn thì mình ghé qua đây nhưng mà không có ngày cố định. Không có ngày cố định, mình ghé qua mình chọn món nào bạn muốn đó. Chị bán 11 ngày 11 món được. Thì tuyệt vời luôn. Còn bây giờ thì xin phép bye và gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha. Đừng nếu thấy video hay quá, đừng quên like và bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Bây giờ xin phép bye và gặp lại. Cái này ba nước đủ rồi nào.